Tôi chưa quay luôn á, tôi chưa quay mà. Bạn bạn nói mọi câu, ủa nãy không ai xin lỗi cái Trung Quốc à? Không có đâu mà nói chuẩn à? Ờ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, tôi xin lỗi. Chuẩn tự nhiên nói Trung Quốc gì mà xin lỗi ơi. Ờ. Má tôi bậy thiệt trời. Tự nhiên tôi Trung Quốc tôi xin lỗi. Ờ. Rồi 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 bây giờ cái đóng mò này sao, bạn tính sao? Đóng mò, đóng mò là mò chay. Ờ. Thì bạn ăn hết, bạn đem về, bạn chịu bạn ăn. Ờ. Ok, mình ăn mặn. Hay quay bạn ăn không? Không bạn ơi, đây quay có đây. Bạn làm hết cục thịt đó đi. Ờ chơi chơi à, nhưng mà chấm rồi để đây từ từ ăn. Ăn gì bây giờ, mình hết bia hết mồi nè. Vậy bạn ăn hết rồi ra đi. Rồi tôi ăn có. Hết cùng theo quay này. Tôi còn đi nữa mà. Tôi còn đi, thì tôi còn đi. Còn mình hết xui. Cô nằm. Ok ok. Vậy bạn hứa bạn đi với tôi nha. Đi hết trình hành trình á. Đó là hên xui mà chúng mà hùng với đạn. Đúng không anh Dương? À, mà nói bạn nè, muốn đi á là một nẻo đi một đường mà về một nẻo làm được á thì là hên xui. Chắc ăn với bạn, là mình đi với bạn. Ok không? Không. No. Chốt. No, no. Rồi bạn bỏ tôi hay vậy? Chứ là ngại. Xin lỗi bạn. Ừ, luôn. Đi chơi. No, no, mình đi không nổi.